Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp độ sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 418. Kinh Ban Chu Tam Muội. Kinh Thập Phương Hiện Tại Phật. Tất Tại Tiền Lập Định. Hán dịch đời Hậu Hán Tam Tạng. Chi lâu ca sấm người nước Nguyệt Chi, quyển thượng, phẩm 1, thưa hỏi. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc Ca Lanh, thuộc thành Vương Xá cùng với đại chúng tỳ kheo 500 vị đều đã chứng A-la-hán, chứ có tôn giả A-nan là chưa. Bây giờ có vị Bồ-Tát tên là Bạt Đà Hòa, cùng 500 Bồ-Tát đều giữ gìn năm giới. Và lúc quá trưa, các vị cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi lui ra ngồi qua một bên. Khi ấy, Đức Phật phóng ra oai thần, khi cho các tỳ kheo ở những phương xa đều đi đến. Lập tức liền có một vạn tỳ kheo, cùng nhau phân tập về chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Đức Phật lại phóng ra oai thần, tỳ kheo ni ba hòa đề, cùng ba vạn tỳ kheo ni, đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra ngồi một bên. Đức Phật lại phóng ra oai thần, Bồ Tát La Nâng La Kiệt, từ thành Xá Vệ Đọa Lê, Bồ Tát Kiều Nhật Đâu từ thành Chiêm Ba, Bồ Tát Na La Đạt từ thành Ba La Tư, Bồ Tát Tu Thâm từ thành Ca La Vệ, Bồ Tát Ma Ha Tu Tát Hòa cùng với A Nan Bân Đệ Ca La Việt từ thành Xá Vệ, Bồ Tát Nhân Đệ Đạt từ thành Cư Diệm Di, Bồ Tát Hòa Luân Điều từ thành Sa Kỳ đến. Mỗi Bồ Tát đều cùng với 28.000 người đồng đến chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Vua thành Vương Xá là A Xà Thế, cùng với một vạn người đồng đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Tứ Thiên Vương Thích Đạo Hoàng Nhân, Phạm Thiên Tam Bát Ma Di Hoàng, Đời A Ca Nị Đá, mỗi vị cùng vô số ức trăm ngàn tiên tử đồng đến chỗ Đức Phật, cùng kính đảnh lễ rồi lui ra ngồi một bên. Long Vương Nan Đầu Hoa Nan, Long Vương Sa Kiệt La, Long Vương Ma Năng Tư, Long Vương A Nậu Đạt, mỗi vị cùng vô số ức trăm ngàn các vị đồng đến chỗ Đức Phật, cùng kính đảnh lễ rồi lui ra ngồi một bên. Vua Atula Nam Bốn Cõi cùng gió vô số ức trăm ngàn vạn các Atula đồng đến chỗ Đức Phật đảnh lễ rồi lui về ngồi một bên. Lâu ấy các tỳ kheo nơi Ubatatubaji, Trời Đồng Atula, Quỷ Thần, Dạ Xoa, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Nhân Phi Nhân, đông vô số không thể tính kể, Bồ Tát Bạt Đà Hòa từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục quỳ gối chắp tay thưa. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, kính xin đấng Thiên Trung Thiên cho phép, con mới dám thưa. Đức Phật nói, này Bạt Đà Hòa, có điều gì ông cứ hỏi, ta sẽ giảng nói cho ông. Bồ Tát Bạt Đà Hòa thưa Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải tu hành tam bộ gì để đạt được trí tuệ như biển cả, như núi Tu Di, đối tượng nghe không bị chướng ngại, luôn được sinh trong cõi người, cho đến khi thành Phật, con lúc nào có tâm thoái chuyển, không hề bị sinh vào nơi ngu tối, biết trước được những việc đến đi, luôn luôn sống trong thời của Phật, cho đến ở trong mộng cũng không rời xa Phật, tướng mạo đẹp đẽ thù ta có ai bằng, được sinh vào, thì được sinh vào dòng họ tôn quý, được cha mẹ anh em bạn bè ai cũng yêu mến, tài năng cao vời, những suy nghĩ về việc làm đều vượt trội hơn mọi người, tự biết giữ tiết độ, biết luôn luôn biết hổ thẹn, không hề tự tại, thường có tâm từ bi, trí tuệ thông đạt sáng tỏ mọi điều không ai sánh, sức oai thần và tinh tấn cũng chẳng có ai hơn, tôi nhập vào các kinh, không kinh nào là không thấu hiểu, an lạc, nhập thiền, nhập định, nhập vào pháp không, không nghĩ tưởng, không vướng mắc. Ở trong ba pháp ấy không hề sợ hãi để nói kinh cho người khác, nhân đó giúp đỡ họ. Muốn thọ sinh vào chỗ nào cũng đều được tùy ấy, không khác với năng lực công đức của mình. Năng lực niềm tin luôn đến nơi đến chốn, luôn mạnh khỏe, không có ái dục, thường luôn đầy đủ các căn lực, biết loại năng lực của đối tượng hướng đến, năng lực của ý niệm, năng lực của sự nhìn thấy, năng lực của niềm tin, năng lực của các nguyện. Học vấn như biển cả, không khi nào khô cạn, như bần trăng tròn chiếu sáng nơi nơi,
Như mặt trời vừa mọc, như ngọn đuốc chiếu soi không gì trở ngại, không chấp giữ nơi tâm, giống như hư không, chẳng dừng ở chỗ nào, như mũi khoan kim cương, khoan được mọi thứ. An trụ vững chãi như núi tu di không thể lay động, như của đống then cài chắc chắn, tâm ý hiền diệu, mềm mại như lông ngỗng trời, không thua kịch, thân không có đối tượng tham luyến. Ưa những nơi sông nước núi non như các loài thú hoang, thường tự giữ giữa mình, không làm theo người khác. Nếu các bậc sa môn tu đạo truyền dạy điều gì, đều luôn giữ gìn ủng hộ, nó bị người khác khinh thường quấy nhiễu, tâm cũng không hề giận dữ. Tất cả các ma cũng không thể làm tâm dao động, hiểu rõ các kinh để nhập vào trí tuệ học pháp của chư Phật, không ai có thể làm bậc thầy của mình được. Có đầy đủ oai lực và tâm ý của bậc thánh, chứ không gì làm cho lay động. Thể nhập sâu xa vào các hạnh, không có sự hành và luôn nhu thuận ở trong các kinh, luôn có tâm bi phụng sự chư Phật, không biết nhàm chán. Các công đức tu tập đều nhanh chóng đạt được, tu hành luôn chí thành, niềm tin luôn chân chánh, không ai có thể làm tán loạn, thường hành thanh tịnh, gặp việc gì cũng giải quyết không hề khó khăn. Trí tuệ sáng suốt đạt được các hành an vui, diệt trừ năm triền cái. Mỗi bước chứng đắc của trí tuệ đều hướng đến việc thành tựu cảnh giới Phật, trải nghiệm các cõi nước Phật, địa giới thanh tịnh. Ở trong giai đoạn tâm A-la-hán hay bích chi Phật, mọi việc làm đều hoàn hảo, tạo các công đức luôn ở bậc thượng thủ. Giáo hóa chúng sinh cũng vậy, ở trong hàng Bồ Tát giáo hóa chúng sinh không biết nhàm chán, thực hành các pháp ba la mật, tất cả các đạo khác không sánh kịp, có lúc nào rời xa Phật và không thấy Phật, luôn nhớ nghĩ Phật như cha mẹ, dần dần đạt được oai thần của chư Phật, thấu tỏ các kinh, mắt trí sáng suốt, nhìn thấy không gì trở ngại, luôn được chư Phật đứng trước mắt như nhà ảo thuật, tự tại biến hóa ra các pháp, không hề giữ tính thành tựu các pháp đó, không từ nơi nào đến và không đi về đâu, giống như biến hóa. Nghĩ quá khứ, hiện tại và vị lai đều như trong giấc mộng, tất cả các phân thân đều đi khắp đến khắp các cõi Phật, như mặt trời chiếu vào mặt nước, ảnh nhất định sẽ hiện ra. Vừa nghĩ đến điều gì cũng liền đạt được, giống như tiếng vang không đến cũng không đi, sự sinh tử cũng như hình ảnh, các tưởng các thức giống như hư không. Đối với các pháp không hề khởi tưởng, được mọi người quy y kính ngưỡng, tất cả đều bình đẳng không khác. Đối với các kinh nhanh chóng hiểu rõ, tâm không chấp giữ. Đối với tất cả các điều lợi, tâm chẳng hề có mắt, cũng không có ý niệm hướng đến. Ở trong tất cả cõi Phật không hề chướng ngại, nhập vào tất cả các môn đại thanh đi. Đối với các kinh học một biết vạn, tự trì tất cả kinh điển do Đức Phật giảng nói, phụng sự chư Phật đã được tất cả các oai thần vô cùng dũng mãnh, bước đi như sư tử không hề sợ hãi. Ở trong cõi nước nghe tất cả những loại ngôn ngữ không khi nào quên mất, sự luận bàn giống như của tất cả chư Phật, biết rõ tất cả các kinh đều vốn không nên không hề sợ hãi. Muốn đạt được các kinh liền tự hiểu rõ và giảng nói giống như chư Phật, không hề nhàm chán. Làm bậc thầy là nơi nương tựa cho tất cả thế gian, để khiến cho họ tu hành mới được phước đức, không phải để vô nịnh chiếu soi cho tất cả các cõi, không chỉ lệ thuộc vào ba cõi, sự hành hóa không chướng ngại ở giữa đại chúng, không hướng đến riêng ai. Ở trong pháp bản tế không hề tấm đắm, đối với nhất thiết trí giáo hóa khiến người được vào Phật đạo không khi nào sợ hãi, hiểu rõ tất cả các kinh điển của Phật giảng nói đều tạo phước cho hết thảy chúng hội, gặp được Phật vô cùng từ bi, hoan hỷ được học thông đạt các kinh điển của Đức Phật. Ở giữa đại chúng không ai có thể vượt hơn, tiếng lành vang xa vô cùng, diệt trừ khiến cho ai nghi ngờ đều được sáng rõ. Đối với các kinh rất mực tôn trọng, an tọa tự tại trên tòa sư tử, theo đúng như giáo pháp của chư Phật, hiểu rõ hàng vạn lời nói của Đức Phật, tự nhập hàng vạn ức âm thanh, yêu kính tôn trọng các hình Phật, luôn nhớ nghĩ như kinh Phật luôn ở bên cạnh mình, không lúc nào rời khỏi lòng từ của chư Phật. Luôn ưa thích tu hành theo kinh Phật, mọi hành động đều theo lời Phật dạy, thường gần gũi tiện tri thức, không khi nào nhàm chán, không ngừng đi đến tất cả các cõi Phật ở khắp mười phương, để được tất cả các hạnh nguyện, độ thoát hàng vạn chúng sinh khắp nơi, trí tuệ cho báu đạt được hết thảy kinh tạng, thân như hư không, không có các tưởng, chỉ cho người khác cầu đạo Bồ Tát, khiến cho hạt giống Phật không bị gián đoạn, thực hành đạo Bồ Tát, không lúc nào rời bỏ đại thừa.
đạt được bốn thệ nguyện rộng lớn, mở rộng đại đạo, nhanh chóng đạt được giác thiết trí, được tất cả chư Phật ngợi khen, gần với cảnh giới 10 lục của Phật, tất cả tưởng đều hội nhập trong đó, biết rõ mọi đối tượng suy xét, hiểu rõ tất cả những biến đổi của thế gian, những việc thành hoại và sinh diệt, thể nhập vào biển các kinh báu, khai mở được cửa kho tàng bậc nhất, tất cả đều bố thí ở các cõi, thực hành hạnh nguyện không gián đoạn nửa chừng, đạt được sự biến hóa lớn giống như chư Phật. Tâm vượt khởi niệm, chư Phật liền đứng trước mặt, không hướng nguyện đến tất cả những nơi thọ sinh, chỉ hướng đến những nơi không có đối tượng sinh, theo dõi tất cả những cõi Phật nhiều không thể tính kể trong khắp 10 phương. Nghe Đức Phật giảng nói kinh pháp, theo dõi từng vị tỳ kheo đệ tử Phật và không hề nhờ dùng mắt đào tiên, mắt A La Hán hay bích chư Phật đã nhìn, cũng không hề qua đời ở cõi Phật nơi này, sinh ra ở cõi nơi khác mới nhìn thấy, chứ ngồi ở chỗ này mà vẫn thấy được tất cả chư Phật, nghe được tất cả chư Phật giảng nói kinh, rồi đều kính nhận tất cả giống như con đang ở trước Phật, nhìn thấy Phật và các Bồ Tát ở đây, không hề rời xa Phật như vậy và chưa bao giờ không được nghe kinh. Đức Phật nói, này Bạc Đà Hòa, lành tay, lành tay. Những gì ông vừa hỏi rất nhiều điều để độ thoát, rất nhiều điều an ổn. Đối với những người ở thế gian, nhiều không thể tính kể. Tất cả những điều ở cõi trời và trong thiên hạ đều thuộc trong đó. Hôm nay ông có thể thưa hỏi Phật được như vậy là nhờ công đức ông đã nghe và thực hành từ đời các Phật quá khứ mà đạt được. Nhờ công đức cúng dường ngọn ấy Đức Phật mà đạt được, nhờ ưa thích các kinh điển mà đạt được, nhờ tu hành đạo hạnh giữ gìn giới cấm mà đạt được, nhờ tự tuân thủ theo pháp hành thanh tịnh không giấu ép phiền não, chỉ nhờ khất thực để dùng làm cho rất nhiều chúng hội Bồ Tát được thành tựu. Giáo hóa các Bồ Tát có lòng đại từ đại bi vô cùng rộng lớn, bình đẳng với tất cả chúng sinh, tùy thời muốn thấy Phật lúc nào thì liền được thấy Phật, thể nguyện rộng lớn, tu hành sâu xa, luôn nghĩ về trí tuệ của Phật và trì tất cả kinh điển giới luật, đạt đầy đủ hạt giống Phật và tâm ý của bậc thánh giống như kim cương, biết được tâm tưởng suy nghĩ của tất cả chúng sinh ở thế gian và luôn ở trước các tất cả các Đức Phật. Này Bạc Đà Hòa, các công đức như vậy nhiều không thể tính kể. Hôm nay Phật cũng đang ẩn trụ trong tâm muội, người nào thực hành tâm muội này thì thưa hỏi điều gì cũng đều đạt được. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn dạy nói, hôm nay Thế Tôn đã dạy những cái gì con đã thưa hỏi, có rất nhiều điều độ thoát và rất nhiều điều an ổn. Kính xin Thế Tôn vì các Bồ Tát mà hiện ra ánh sáng lớn. Đức Phật nói, này Bạc Đà Hòa, có một pháp các ông phải luôn tụ tập, tọa trì và tuân thủ theo, không nên theo pháp khác. Công đức của pháp này là bậc nhất trong các công đức. Đó là pháp hành gì? Là tam muội, tên hiện tại Phật tất tại tiền tập, tức là tất cả chư Phật hiện tại đều ở trước mặt. Phẩm 2 tu hành. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Hòa, nếu có Bồ Tát an trú trong niệm hiện tại, tâm ý định tĩnh hướng về chư Phật ở khắp 10 phương, nếu tâm ý định tĩnh, tất cả đều đạt được hạnh cao vời của Bồ Tát. Tâm ý định tĩnh là những gì? Đó là nhờ nhân duyên niệm Phật, niệm hướng về Phật nên tâm ý không tán loạn. Nhờ đạt được sự sáng suốt, nó không bỏ tinh tấn, cùng thực hành pháp không với thiện tri thức, từ bỏ ngủ nghỉ, không tụ tập đông đảo, tránh bản ác gần của bàn thiền, tinh tấn không loạn động, ăn uống biết vừa đủ, không tham y phục, không tiếc thân mạng, rời xa thân thuộc, từ bỏ xóm làng, tu tập tâm bình đẳng, đạt được tâm bi hỷ, luôn phòng hộ các hành động, từ bỏ các thiền cái chế buộc, tu tập thiền định, không tùy thuộc sắc, không thọ các ấm, không nhập vào các trầm, không nghĩ bốn đại, không quên mất tâm ý, không tham tánh, hiểu rõ về bất tịnh, không bỏ chúng sinh khắp 10 phương, không chấp chúng sinh trong 10 phương là ngã sở hay chẳng phải ngã là ngã sở. Tất cả đều không muốn thọ nhận, không nhầm lẫn giữa việc tu tập giới và thực hành thiền định, không phạm giới trong lúc đọc tụng kinh điển, không để mất tâm ý định tĩnh, không nghi ngờ pháp, không trả lời Phật, không khước từ pháp, không làm tán loạn chúng tỳ kheo, không nói dối, hỗ trợ người có đạo đức, tránh xa kẻ ngu si, không ham, không ưa lời nói theo thế gian, chỉ nghe những lời đạo vị, muốn được nghe đầy đủ và luôn hoan hỷ, từ nhân duyên nuôi dưỡng mà sinh,
không ham muốn xấu vị, thực hành theo năm pháp, tập từ bỏ 10 điều ác, làm theo 10 điều thiện, hiểu đại chính phiền não, thực hành 8 tinh tấn, bỏ 8 điều biến trẻ, tu tập 8 phương tiện, chính tư duy, 8 điều tâm điểm của bậc đại nhân, lại không nắm chấp vào thiền, không cao ngạo tự đại, ưa thuyết pháp, thích nghe kinh, ưa thực hành theo chánh pháp, không tùy thuộc tuổi tác và tướng mạo, rời xa không muốn tiếp xúc tất cả mọi người, không tham tuổi thọ, hiểu rõ các ấm, không tùy thuộc phiền não, không rơi vào sự mong cầu pháp vô vi, không ham muốn sinh tử, vô cùng sợ hãi sinh tử, xem các ấm như giặc, bốn đại như rắn độc, 12 xứ là rỗng không, ở lâu trong bao cõi, không một chút an ổn nên không được quên pháp vô vi. Không ham muốn ái dục, nguyện từ bỏ sinh tử, không tranh cãi với người khác, không muốn bị đọa trong sinh tử, luôn ở trước Phật biết rõ thân như mộng, có đầy đủ niềm tin, không còn nghi ngờ, tâm ý trước sau như một, diệt trừ tất cả những tưởng chấp, những việc trong quá khứ, những việc trong đời, vị lai và hiện tại, tâm ý luôn luôn bình đẳng, thường nhớ nghĩ về công đức của chư Phật, tự quay về nương tựa nơi Đức Phật, tâm ý định tĩnh để được tự tại, không tùy thuộc vào pháp thân của Phật, hoàn toàn không tranh cãi với người, về cả những suy nghĩ lẫn việc làm, tùy theo nhân duyên được thọ sinh. Theo Đức Phật để đạt được pháp giải thoát, do đó tất cả chúng sinh đều không, cũng không sinh, cũng chẳng diệt, tự thể vô vi, mất thông tuệ thanh tịnh, tất cả đều không hai, không khác. Ý giác ngộ không ở chính giữa hay hai bên, tất cả chư Phật đều hội nhập trong một niệm, không nghi ngờ hay sáng tỏ, không ai có thể chê trách được. Vì được hiểu rõ về ý giác ngộ nên được thông suốt như Phật, không cần phải tùy thuộc theo người khác. Được thiện tri thức cung kính xem như Phật không khác. Ở tất cả mọi nơi, không khi nào sẽ đợi Bồ Tát. Giả sử có tất cả các ma cũng không thể làm cho dao động. Tất cả mọi người đều như ảnh trong gương. Theo tất cả chư Phật như bức họa, tất cả đều thực hành theo Pháp. Thì nhập vào hạnh Bồ Tát thanh tịnh, như vậy thọ trì Pháp này nên đến được Tam Muội. Đang được Tam Muội được tất cả chư Phật hiện tại đều ở, đứng ở trước mặt. Vì nguyên nhân nào mà đạt được Tam Muội, tất cả chư Phật hiện tại đều đứng trước mặt. Này Bạc Đà Hòa, nếu thì kheo nơi ưu bà thất ưu bà di nào, giữ giới hoàn toàn, ở riêng một mình, tâm niệm về Đức Phật A-di-đà ở phương Tây. Tùy theo những điều đã nghe mà tâm niệm như sau. Cách đây ngàn ức vạn cõi Phật, có cõi nước ấy tên là Cực Lạc, Đức Phật đang giảng nói kinh giữa đại chúng, các Bồ Tát tất cả đều luôn niệm Phật A-di-đà. Này Bạc Đà Hòa, ví như người nằm người ngủ nằm mộng thấy có nhiều vàng bạc châu báu, cha mẹ anh em vợ con thân thuộc bạn bè đều cùng nhau ăn hưởng vô cùng vui vẻ, người ấy tỉnh giấc kể lại chuyện đó cho mọi người rồi rơi lệ nhớ nghĩ những điều đã thấy trong mộng. Như vậy này Bạc Đà Hòa, nếu sa môn hay cư sĩ nào được nghe về cõi Phật A Di Đà ở phương Tây, luôn nhớ nghĩ về Đức Phật ở phương ấy, không được sai phạm các thế giới, nhất tâm chuyên niệm trong một ngày đêm hoặc 7 ngày đêm, sau khi qua 7 ngày sẽ được thấy Phật A Di Đà, lúc thức không nhìn thấy, nhưng trong mộng sẽ được nhìn thấy Phật. Ví như trong mộng không biết ngày, không biết đêm, cũng chẳng biết trong, cũng chẳng biết ngoài, không phải vì ở trong bóng tối mà không thấy, cũng chẳng phải bị che lấp nên không nhìn thấy. Như vậy này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nên nhớ nghĩ như vậy, khế cõi nước Phật nơi núi lớn Tu Di. Những chỗ tối tâm u ám nào cũng đều được khai mở, mắt không bị che, tâm cũng không bị chướng ngại. Đại Bồ Tát không dùng thiên nhãn để nhìn thấy thấu triệt, không dùng thiên nhĩ để nghe tất cả, không dùng thần thông để đến cõi Phật ấy, không qua đời ở cõi này, Phật này sẽ là cõi Phật kia, mà chỉ ngồi ở đây nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, nghe Phật giảng nói kinh, đều được thọ trì tất cả. Từ trong tâm muội có thể thấu đạt đầy đủ tất cả rồi giảng nói lại cho mọi người. Ví như có người nghe ở nước Đọa Xá Lợi có dâm nữ tên là Tu Môn, là có người nghe có dâm nữ tên là A Phàm Hòa Lợi, là có người nghe ưu bà hoàng là dâm nữ. Khi ba người đều nhớ nghĩ về ba cô gái đó, ba người ấy chưa từng thấy ba dâm nữ đó bao giờ, chỉ nghe đến mà ý dâm dật liền bị dao động. Trong mộng họ thấy mình đi đến chỗ của cô gái ấy. Khi ba người đều ở thành Vương Xá, đồng thời nhớ nghĩ trong mộng người nào cũng được đến bên người dâm nữ và cùng qua đêm với cô ấy. Khi thức dậy ai cũng tự nhớ đến điều ấy. Này Bạc Đà Hòa, tôi đưa ra ví dụ về ba cô gái ấy để giao phó cho ông. Ông hãy đem ví dụ này giảng nói kinh cho người khác, khiến họ hiểu rõ về trí tuệ này, để đến quả vị bất thoái chuyển, chứng được đạo chánh chân vô thượng, sau đó sẽ thành Phật, hiệu là thiện giác. Như vậy này Bạc Đà Hòa,
Bồ Tát ở cõi nước nơi đây nghe về Phật A Di Đà, hãy luôn luôn niệm Phật. Nhờ niệm như vậy nên sẽ thấy Phật A Di Đà. Thấy Phật rồi liền thưa hỏi Phật phải thọ trì những pháp gì để được sanh về nước của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đáp Bồ Tát ấy: và luôn luôn niệm về ta, phải thường giữ niệm không được ngừng nghỉ, như thế sẽ được sanh về nước của ta. Đức Phật bảo tiếp Bồ Tát ấy: nhờ niệm Phật như thế nên tự được sanh về nước của Phật A Di Đà, phải luôn niệm về thân Phật có 32 tướng tốt, ánh sáng chiếu soi tất cả, trang nghiêm không ai sánh bằng. Ở giữa đại chúng thì theo giả nói kinh, giả nói kinh về sắc không hư hoại. Những gì là sắc không hư hoại? Đó là thọ tưởng hành thức, thân hồn, địa thủy hỏa phong, cõi người cõi trời, lên cho đến cõi phạm đại phạm đều là sắc không hư hoại. Nhờ niệm Phật nên đạt đến tam muội không, như vậy là niệm Phật. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát ở trong tam muội, ai là người sẽ chứng đắc? Đó là đệ tử của ta Tôn giả Đại Ca Diếp, Bồ Tát Nhân Đệ Đạt, thiên tử Tu Chân và những người đang viết biết về tam muội này, có tu hành và chứng đắc tam muội ấy, đó gọi là chứng. Những gì là chứng? Chứng tam muội này, biết tất cả đều là không. Này Bạc Đà Hòa, vào đời quá khứ xa xưa có Phật hiệu là Tu Ba Nhật. Khi ấy có người đi vào rừng sâu rất vắng vẻ, không hề được ăn uống nên người ấy đang đói khát ở đó. Người ấy thiếp đi trong mộng. Người ấy thấy mình được ăn các món thơm ngon hảo hạng. Ăn xong bỗng choàng tỉnh giấc. Người ấy thấy mình bụng vẫn đói rỗng nên tự nghĩ tất cả đều như mộng. Người ấy nhớ nghĩ về không nên đạt được pháp lạc vô sinh, đạt được bất thoái chuyển. Như vậy này, Bạc Đà Hòa, Bồ Tát ở chỗ của mình, nghe về Đức Phật hiện tại luôn luôn một niệm hướng về và muốn được thấy Phật. Tức niệm Phật không nên niệm cho có, cũng không nên thấy, đó là đối tượng lập niệm của ta. Nên niệm Phật với các tưởng rỗng lặng, giống như đem ngọc báu để kề trên lưu ly. Bồ Tát thấy vô số Đức Phật trong khắp mười phương cũng thanh tịnh như vậy. Ví như người đi đi xa đến nước khác, luôn nhớ về quê hương, làng xóm, nhà cửa, thân thuộc, tài sản của mình. Trong giấc mộng, người ấy thấy mình trở về quê hương, thấy nhà cửa, gặp lại người thân thuộc, cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Những điều thấy trong mộng, khi thức dậy người ấy đều biết và kể lại với người khác. Tôi trở về quê hương, được thấy nhà cửa và gặp lại bà con thân thuộc. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát cũng phải ở chỗ mình, được nghe danh hiệu Phật, luôn luôn niệm hướng về Phật vì muốn gặp Phật. Bồ Tát chắc chắn sẽ được thấy Phật như đem ngọc báu đặt trên lưu ly. Ví như tỳ kheo quán về xương người chết, khi thì thấy màu xanh, khi thấy màu trắng, lúc thì thấy màu đỏ, lúc lại thấy màu đen. Xương ấy vốn không có ai, không đến, cũng không có xương này, cũng không từ đâu đến, chỉ do ý tưởng khởi ý tưởng mà có. Bồ Tát trì niệm về năng lực oai thần của Phật cũng như vậy, an trụ trong tâm muội, bố thấy Đức Phật ở phương nào thì liền được thấy. Vì sao này Bạc Đà Hòa? Tâm muội này là nhờ thần lực của Phật mà được thành tựu. Người tọa trì thần lực Phật an trú trong tâm muội ấy thì đạt được ba điều: năng lực tọa trì oai đức của Phật, năng lực tọa trì tâm muội của Phật và năng lực tọa trì công đức của mình. Nhờ ba điều này mà được thấy Phật. Này Bạc Đà Hòa, vì những người trẻ tuổi dáng mạo đẹp đẽ hoặc đựng dầu mè loại tốt trong đồ dùng sạch sẽ, hoặc đựng nước sạch trong đồ dùng tốt đẹp, hoặc dùng gương mới lau chùi, hoặc dùng thủy tinh không có bẩn để tự nhìn ngắm ảnh, nhìn vào trong những cái vật đó, nghe thấy rõ hình ảnh của mình thế nào Bạc Đà Hòa? Người ấy soi mình vào mặt dầu mè, mặt nước, gương soi và thủy tinh, vậy thì có ảnh nào từ bên ngoài vào hay vào trong hay không? Bồ Tát Bạc Đà Hòa thơ thơ không bạch đấng thi trung thi, đó là nhờ mặt gương dầu mè thủy tinh và nước sạch trong nên người ấy mới soi thấy được ảnh của mình. Ảnh không từ bên trong ra, cũng không từ ngoài vào. Đức Phật nói: lành thay Bạc Đà Hòa, như vậy sắc thanh tịnh thì người có sắc ấy cũng thanh tịnh. Muốn thấy Phật thì liền được thấy. Thế rồi thưa hỏi, thưa hỏi sẽ được trả lời, được nghe kinh vô cùng hoan hỷ, rồi suy nghĩ Phật từ nơi nào đến, ta sẽ được đến đâu, rồi cũng tự nghĩ Phật không từ đâu đến, ta không đi về đâu. Tự nghĩ
Từ suy nghĩ, ba cõi, cõi sắc, cõi dục và cõi vô tưởng đều là đối tượng của ý. Ta suy nghĩ liền được nhìn thấy, tâm tạo ra Phật, rồi tâm tự thấy. Tâm chính là Phật, tâm chính là Như Lai, tâm là thân ta, tâm thấy Phật, nhân tâm chẳng tự biết tâm, tâm chẳng tự thấy tâm. Tâm có tưởng là tâm si, tâm không có tưởng là niết bàn. Pháp ấy chẳng có gì đáng ưa thích, tất cả đều là đối tượng do niệm tạo ra. Giả sử niệm là không, giả sử người có niệm cũng không hiểu rõ là không có gì. Như vậy, Đề Bạt Đà Hòa Bồ Tát ăn trú trong tam muội ấy được nhìn thấy như vậy. Bây giờ Đức Phật nói kệ: tâm chẳng tự biết tâm, cũng chẳng tự thấy tâm, tâm khởi tưởng tâm si, không khởi tưởng niết bàn. Pháp này chẳng bền chắc, tự an trú trong niệm như hiểu rõ về không. Niệm không hề khởi tưởng. Phẩm ba bốn pháp. Bồ Tát có bốn pháp để nhanh chóng đạt được tam muội này. Bốn pháp ấy là gì? Một, niềm tin kiên cố không ai có thể hủy hoại được. Hai, tinh tấn không ai sánh bằng. Ba, thể nhập sâu xa không ai sánh kịp. Bốn, thường tu hành theo bậc thầy hiền thiện. Đó là bốn pháp. Bồ Tát lại có bốn pháp nhanh chóng đạt được tam muội này. Những gì là bốn? Một, không được mang tư tưởng thế gian. Hai, trong 3 tháng an cư không được ham cũng nghĩ dù trong chốc lát bằng một khuỷu móng tay. Ba, trong 3 tháng an cư không được bỏ khinh hành mà ngồi nghỉ ngơi, chỉ trừ lúc ăn uống và vệ sinh cá nhân. Bốn, khi giảng nói kinh cho người khác không được mong họ dân cũng y phục thực phẩm. Đó là bốn pháp. Bồ Tát lại có bốn pháp nhanh chóng đạt được tam muội này. Bốn pháp ấy gồm: một, mọi người cũng đi đến chỗ Đức Phật. Hai, khuyên mọi người cũng nghe kinh. Ba, không ganh ghét. Bốn, dạy người khác học theo Phật đạo. Đó là bốn pháp. Bồ Tát lại có bốn pháp nhanh chóng đạt được tam muội này. Bốn pháp ấy là gì? Một, tạo hoặc vẽ ra hình tượng Phật để đạt được tam muội này. Hai, vì tam muội ấy mà đem vật liệu tốt để khuyến khích người khác ghi chép tam muội này. Ba, dạy cho những người cao ngạo được vào nơi Phật đạo. Bốn, thường ủng hộ Phật pháp. Đó là bốn pháp. Khi ấy Đức Phật nói kệ: đối với pháp Phật thường tánh ưa, thọ trì đọc tụng kinh điển này, tu hành tinh tấn hiểu pháp sâu, từ bi hiện xả luôn đầy đủ, và nói kinh Phật cho mọi người, phân bố rộng rãi lời pháp dạy, cẩn thận cho mong người cúng dường, không hề chấp giữ đạt pháp này, không được để tâm giận nổi khởi lên, tâm ấy giải thoát không còn dục, tự ưa nhập định tam muội này, cẩn thận tu hành chứng đạt pháp, luôn nghĩ về công đức của Phật, thân Phật trong tướng phước vàng rồng, các tướng tốt đầy đủ oai đức, thì hiện ví như tướng núi vàng. Phật thấy biết tất cả thế gian, chư Phật quá khứ và vị lai, cùng đấng nhân trung tôn hiện tại, chư Phật đều giảng tam muội này. Hãy nên cúng dường các thế tôn nhiều loại hoa hương tốt thượng hạng, hoan hỷ dân cúng các thực phẩm, chắc chắn không lâu đạt pháp này. Dùng các âm nhạc trống và đàn tiêu sáo cúng dường đến chư Phật, tâm ý luôn luôn được vui mừng, đạt pháp tôn quý không gì khó. Nên tạo các loại hình tượng Phật vô số các tướng tốt trang nghiêm, sắc màu vàng rồng không có uế, nên chống đạt pháp môn pháp tôn quý này. Luôn luôn cung kính đặt trước mặt, nghe được pháp này chẳng loạn tâm, thường từ bỏ được tâm biến trễ, nhanh chóng đạt được tâm muội này, không giận không làm hại đến người, và luôn thực hành pháp từ bi, cô giúp khắp nơi được công đức, nhanh chóng đạt được tâm muội này. Phải thường cung kính các pháp sư phụng sự xem như Đức Thế Tôn, không tiếc giả nói các kinh pháp, đạt tâm muội này rất nhanh chóng. Cẩn thận không nên nghi kinh này, Phật khen người thực hành chánh đạo, tất cả Thế Tôn đều hoan nghỉ, nhanh chóng đạt được tam muội này. Rồi Đức Phật bảo tiếp: này Bạc Đà Hòa, như vậy Bồ Tát phải luôn có tâm từ cung kính bậc thầy hiền thiện xem như Phật, phải phụng sự thầy đầy đủ tất cả. Khi muốn biên chép, muốn học tam muội này, Bồ Tát cần phải cung kính thầy như vậy. Này Bạc Đà Hòa, nếu Bồ Tát sân giận đối với thầy, nhìn ngó những điều không hay của thầy, không xem thầy như Phật thì rất khó đạt được tam muội này. Này Bạc Đà Hòa, ví như người mắt sáng nửa đêm nhìn lên bầu trời thấy có rất nhiều các vì sao. Cũng vậy, Bồ Tát nương oai thần của Phật đã trú trong tam muội này, nhìn về hướng đông thấy có hàng trăm Đức Phật, hoặc hàng ngàn Đức Phật, hoặc hàng vạn Đức Phật, hoặc hàng ức Phật, nhìn thấy chư Phật ở khắp mười phương cũng vậy. Này Bạc Đà Hòa,
Bồ Tát này giống như có Phật nhãn, thấy biết được tất cả. Như vậy này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát muốn nhìn thấy tất cả các Đức Phật hiện tại đều đứng trước mặt thì phải bố thí đầy đủ, để giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và thân trí tuệ giải thoát cũng phải đều phải đầy đủ như vậy. Bây giờ Đức Phật nói kệ khen ngợi. Bây giờ có người mắt thanh tịnh, rồi đang thức dậy ngắm bầu trời, nhìn thấy vô số các vì sao hàng ngày, suy nghĩ đều biết rõ. Bồ Tát Đạt Tâm Muội cũng vậy, thấy được vô số trăm ngàn Phật đều nhớ biết rõ các Như Lai, rồi giảng nói lại cho chúng hội. Như ta hôm nay Phật nhãn thanh tịnh không nhớ nhìn thế gian, Phật tử mắt Bồ Tát cũng vậy, Đạt Tâm Muội này thấy Thế Tôn không hề khởi tưởng ngã ngã sợ, thấy đấng nhân trung tôn mười phương hoàn toàn thanh tịnh không tưởng niệm. Hạnh đặc biệt này của Bồ Tát được nghe nghĩa lý pháp tịch nhiên, chân chóng hiểu được hiểu rõ pháp không, nên ta cũng dạy ông pháp này để thành Phật đạo được an lạc. Như Bồ Tát ở nước Di Đà thấy được vô số trăm ngàn Phật, Bồ Tát đạt được tam muội này cũng thấy trăm ngàn vô số Phật. Tỳ kheo A Nan tu dũng mãnh, theo ta nghe pháp đều thọ trì, đạt tam muội này cũng như vậy, nghe vô số pháp đều phụng hành. Kính tinh tam muội luôn thọ trì, từ bỏ mọi điều ở thế gian, thường ưa kinh này hành pháp thí, mau đạt cảnh giới định thanh tịnh. Phẩm bốn ví dụ, Phật bảo Bồ Tát đạt Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào câu tam muội này, đạt tam muội ấy rồi mà không tinh tấn tu hành, thì này Bạc Đà Hòa, ví như người chở cho báu đầy thuyền muốn vượt qua biển cả, cho đến nơi nửa chừng thuyền bị hư. Những người ở cõi dưới Bồ Đề đều buồn rầu tiếc nuối, như chính mình bị mất con ấy cho báu cũng vậy này Bạc Đà Hòa. Bồ Tát nghe tam muội này rồi mà không biên chép, không học, không đọc tụng, không thọ trì đúng như pháp, thì tất cả trời người đều vô cùng lo buồn, nói chúng ta đã bị mất kinh quý báu ngần ấy do bỏ mất tam muội sâu xa này. Này Bạc Đà Hòa, kinh tam muội này đã được Phật phó chúc, được Phật ngợi khen. Người nào nghe được kinh tam muội sâu xa này mà không biên chép, không đọc tụng, không giữ gìn, cũng chẳng thọ trì đúng như pháp, thì đó chính là người ngu, tự cho mình là quý, không thọ trì ý nghĩa của kinh này mà chỉ muốn có tài cao là chẳng chịu học tới bữa ấy, thì này Bạc Đà Hòa, bây giờ người ngu được người khác đem cho hương thơm chiên đàn, chẳng những không chịu nhận mà người ngu ấy lại bảo đây là mùi chiên đàn bất tịnh. Người cho hương nói, ông không nên nói hương chiên đàn này là bất tịnh, ông không ngửi thấy mùi thơm của nó hay sao, ông không nhìn thử để biết là hương thanh tịnh hay sao. Người ngu nghe nói điền nhắm mắt không nhìn, cũng chẳng chịu ngửi. Này Bạc Đà Hòa, người nào nghe được tam muội này mà không chịu thọ trì, trái lại còn bỏ đi, đó chính là người không giữ giới, bỏ kinh điển quý báu, đó là người ngu si vô trí, tự cho mình đã chứng đắc thiền định, được hoàn toàn giải thoát, lại cho thế gian là có, không thể nhập vào pháp không, chẳng biết về pháp rỗng lặng. Người nào nghe tam muội này rồi không tin, không ưa, không thể nhập vào trong, lại khinh thường đùa giỡn, nói Phật cũng có kinh pháp sâu xa chăng, cũng có hai thần chăng, rồi lại nói thế gian cũng có tỳ kheo như A Nan chăng. Này Bạc Đà Hòa, người nào thọ trì tam muội này mà sao lãng trong chốc lát, lại bảo nhau kinh này nói về những điều gì, thì đâu có những lời nói này, đây chỉ là do những người hợp lại nói ra mà thôi, kinh này chẳng phải do Phật giảng nói. Thì này Bạc Đà Hòa, ví như có người khách buôn bán đưa ngọc mà đi cho người một nông dân khờ khạo xem. Người nông dân liền hỏi vật này giá bao nhiêu tiền. Người khách nói nửa đêm mà để viên ngọc vào trong chỗ tối, ánh sáng của nó sẽ chiếu thẳng đến chỗ chứa đầy cho báu. Này Bạc Đà Hòa, người ngu ấy không hề biết tí gì về giá trị của viên ngọc, là so sánh viên ngọc mani giờ này thì giá bằng một con bò chứ gì, thà cho tôi một con bò còn tốt hơn, không chịu thì thôi. Như vậy này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào nghe được tam muội này mà không kính tin, là so sánh kinh này thì cũng như người ngu kia. Này Bạc Đà Hòa, nếu có Bồ Tát thọ trì tam muội này, tin nhận và thực hành theo, thì bốn phía lúc nào cũng được ủng hộ, không hề sợ hãi, thế giới đầy đủ, đạt được sự cao minh, trí tuệ thông tỏ sâu xa, và nói kinh pháp cho người khác. Bồ Tát nên đem tam muội này phân bố giảng nói cho mọi người, lần lượt truyền bá khiến cho tam muội ấy được tồn tại lâu dài.
Này Bạc Đà Hòa, người Ngô tự cát ở đời trước, ở chỗ các đức Phật không cúng dường, không tạo công đức, hay tự là hay tự cao, luôn luôn phỉ báng ganh ghét vì tiền của lợi lạc, chỉ muốn cầu danh, chỉ ưa lời nói văn hoa để dối gạt, không được gặp bậc minh sư, cũng chẳng hiểu rõ kinh pháp. Vì thế nghe tên bụi này, họ chẳng tin ưa, chẳng hội nhập, lại hay nói lời cho ba người khác, bảo những người ấy không biết xấu hổ, tôi tạo ra kinh này mà thôi, kinh này chẳng do Đức Phật giảng nói. Này Bạc Đà Hòa, hôm nay ta sẽ giảng nói đầy đủ cho ông. Này Bạc Đà Hòa, vì cầu đạo Bồ Tát, thì sẽ có thiện năng thiện đến nào để cho báu chất đầy 3.000 cõi nước này cúng dường các đức Phật, nếu đạt được công đức thì cũng không bằng công đức người nghe được tam muội ấy. Bồ Tát nào nghe tam muội này mà lại thêm tin ưa thì phước của vị ấy là nhiều hơn gấp nhiều lần như vậy. Bây giờ Đức Phật nói kệ khen ngợi, giả sử đem cho báu cho đầy cõi tam thiên cúng dường Phật Thế Tôn để giúp cầu Phật đạo, nó lại có tỳ kheo nghe được tam muội này tin ưa, không nghi ngờ phước này hơn người kia. Người vô định tự cao, không niềm tin hung dữ, là hay lại theo cùng thầy ác, không kính tin pháp này. Phàm giới gần bạn xấu, vẫn cứ luôn cao ngạo, là cùng nhau bàn luận kinh này vốn chẳng phải do Đức Phật dạy nói, do nhiều người cùng tạo, chẳng phải lời pháp hư, cùng nhau chơi như vậy, điều đó hoàn toàn sai, là lời hủy bán Phật. Người nào ưa đạo pháp, ta sẽ vì họ nói, có người nghe kinh này luôn hiền từ hoan hỷ, tâm họ không nghi ngờ nó chẳng phải lời Phật. Giữ giới cấm thanh tịnh, tọa trì đọc tụng pháp, dạy nói cho mọi người liền đạt đủ đạo lý đạo. Đức Phật bảo tiếp: Này Bạc Đà Hòa, như ta đã từng dạy nói, hôm nay ta cũng dạy nói như vậy. Người nào được nghe ta nói về tam muội này thì người ấy vào đời sau nghe tam muội này sẽ không hề nghi ngờ, không giỡn cười, không nói mình chẳng tin, chỉ trừ khi bị ở gần vị thầy không tốt. Nếu người được thân cận bậc thầy hiền thiện mà vẫn bị những điều như trên thì đó là do công đức của người ấy quá cạn mỏng. Những người như vậy sẽ lại bị tu hành cùng với vị thầy không tốt. Những người ấy nghe tam muội này sẽ không tin, không ưa, không chịu lãnh hội. Vì sao? Vì người ấy tu học chưa lâu, niềm tin vào Đức Phật rất ít và trí tuệ kém nên không tin ưa, nên không kính tin. Này Bạc Đà Hòa, nếu có Bồ Tát nghe tam muội này mà không giỡn cười, không dám bay, là hoan hỷ, không hề nghi ngờ, không nói, lúc thì tin, lúc thì không tin, ở thích biên chép học, đọc tụng, tọa trì. Này Bạc Đà Hòa, ta thấy biết trước, chắc chắn vị ấy không phải chỉ đang ở một chỗ Đức Phật để tạo công đức, cũng chẳng phải ở chỗ hai hay ba hay 10 Đức Phật, mà là đã ở chỗ hàng trăm ngàn Đức Phật để nghe tam muội này rồi. Giờ đời sau này, người nào nghe tam muội ấy mà biên chép, học, đọc tụng, giữ gìn kinh sách, dù chỉ giữ gìn trong một ngày đêm, thì phước của người ấy nhiều không thể tính kể, cho đến khi đạt được quả vị bát tá chuyển và hoàn toàn đi viên mãn các nguyện. Này Bạc Đà Hòa, hãy nghe tôi nói ví dụ, ví như có người đem một quả Phật nghiền nát thành bụi, người lại lấy một hạt bụi đó nghiền nát ra thành bụi bằng số bụi nói trên, rồi lại lấy một hạt bụi này nghiền nát một lần nữa thành số bụi bằng số bụi của một cõi Phật trên. Này Bạc Đà Hòa, số bụi hạt bụi ấy có nhiều không? Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa: Bạch Đấng Tiên Trung Thiên, rất nhiều, vô cùng nhiều. Đức Phật nói: Này Bạc Đà Hòa, ta sẽ giải ví dụ này cho ông. Cứ mỗi hạt bụi nói trên là một cõi Phật. Nếu Bồ Tát đem các cho báu chất đầy trong tất cả các Phật đó và cúng dường chư Phật thì phước đức cũng không bằng nghe tam muội này. Lại nữa, nếu có Bồ Tát nghe tam muội rồi biên chép học đọc tụng tọa trì và nói cho người khác nghe, dù chỉ là trong chốc lát, thì công đức của Bồ Tát này nhiều không thể tính kể. Này Bạc Đà Hòa, người tọa trì tam muội ấy biên chép học đọc tụng giữ gìn và nói cho người khác đã đạt được công đức như vậy, huống là người luôn luôn tọa trì và đã đầy đủ về tam muội này. Bây giờ Đức Phật nói kệ: 3.000 đại thiên các cõi nước cho đầy cho báu đem cúng dường, giả sử không nghe kinh điển này, công đức người ấy vẫn cạn mỏng. Nếu có Bồ Tát cầu công đức nên giảng phụng hành tam muội này, kính tinh đọc tụng kinh pháp ấy, đạt nhiều công đức phước vô lượng. Như các hạt bụi của cõi Phật đều đem nghiền nát thành bụi nhỏ, các cõi nước Phật nhiều hơn đây chất đầy cho báu đem bố thí. Người thọ kinh pháp của Thế Tôn, giả nói cho người nghĩa bốn câu pháp tam muội này, trí tuệ Phật được nghe công đức khó suy lường, huống là có người tự thuyết giảng tọa trì đọc tụng trong chốc lát,
người chuyên tinh tấn luôn phụng hành, đạt nhiều công đức phước vô lượng. Giả sử mọi người đều thành Phật, thánh trí thanh tịnh, tuệ bậc nhất, đều trong ức kiếp hoặc lâu hơn, giảng một bài kệ đạt công đức, cho đắc niết bàn phước ngợi khen, trong vô số kiếp đều đọc tụng, công đức ấy là không cùng tận. Tu một bài kệ tam muội này, mặt đất, tất cả các cõi Phật, bốn phương, bốn góc và dưới trên, chất đầy châu báu đều dâng lên, cúng dường Đức Phật Thiên Trung Thiên. Nếu có người nghe tam muội này, đạt nhiều phước đức hơn người kia, người nào đọc tụng và giả nói, đạt công đức không thể ví dụ, người ấy không bao giờ tự cao, cũng không hề bị đọa đường ác, hiểu pháp sâu xa không nghi ngờ, tu hành tam muội đạt như vậy. Người tu học muốn được gặp ta, tinh tấn tu hành không chấp giữ, tăng trưởng tính tuệ thành Bồ Tát tu học, tam muội được Phật khen. Này ta giao phó khuyên các ông, nỗ lực tinh tấn cho buông lung, chịu khó tu hành thật dũng mãnh, để đạt đạo lớn không do dự. Đọc tụng thọ trì tam muội này đã được diện kiến trăm ngàn Phật, giả sử gặp điều rất sợ hãi thì tam muội này không còn sợ. Tỳ kheo như vậy được thấy ta thường được theo Phật chẳng lìa xa. Bồ Tát nghe tu tam muội ấy, thọ trì ý nghĩa giảng cho người, người đạt được tam muội này rồi, và đó là bậc tuệ thông tỏ, đạt pháp tổng trì được Phật khen, mô thành Phật đạo trí như biển, luôn tụng giả nói tam muội này, thực hành theo pháp Phật Thế Tôn, nghe chủng tánh mà đạt đẳng giác, như là Phật dạy không gì khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.